trời nắng đẹp quá, mới đây đi hội chợ. Dạ. Tiền xin thân mến, chào buổi trưa toàn thể quý vị. Chào mừng quý vị trở lại với kênh YouTube Tiền Lê Cuộc Sống Châu Âu Hà Lan. Hiện tại gia đình nhỏ của Tiền có mặt ở tại phố Hua Rình, là cái phố mà gia đình nhỏ của Tiền ở á. Thì hội chợ đã có mặt ở tại Hua Rình, thành ra ngày hôm nay cả gia đình nhỏ của Tiền đi ra ngoài này để mà chơi hội chợ. Thì hội chợ có những cái trò chơi gì thì Tiền xin mời quý vị cùng đi chơi với gia đình nhỏ của Tiền nhé. Mình xem cái quang cảnh ở trong phố Hua Rình và mình xem cái hội chợ bên đây nó khác với hội chợ bên Việt Nam như thế nào quý vị nhé. Rồi Tiền xin mời quý vị tiến thẳng vào trong phố trong đó. Let's go. Ở trong phố Hua Rình á, có những cái cây cột đèn như vậy nè, xong rồi họ treo những cái lẵng hoa như vậy á, mình thấy rất là đẹp luôn. Mới có mùa hè thôi nhưng mà hôm nay thời tiết bất thường á, lúc thì lạnh lúc thì nóng. Thành ra là quý vị thấy những cái ngọn cây á, nó đã chuyển thành màu hơi vàng vàng rồi. Tuy nhiên là mình nhìn cái khung cảnh mình tưởng là giống như là mùa thu chứ không phải là mùa hè. Nhưng mà thật sự ra hiện tại là tháng 8 là mùa hè đó quý vị, vẫn còn hè. Đến tháng 9, tháng 10, cuối tháng 9, bước qua tháng 10 mới là mùa thu. Phố Hua Rình ngày xưa thì đông đúc lắm nhưng mà bây giờ cũng vắng lặng bớt đi rồi. Đó quý vị nghe cái tiếng la đó, của tiếng la của các em nhỏ chơi trò chơi bên đây nè quý vị. Lên bìa cao hơn mẹ rồi. Lên luôn. Lên luôn. Hiện tại là 2 giờ trưa. Thành ra cái giờ 2 giờ trưa đó không có đông bằng buổi tối. Thường buổi tối quý vị đông hơn là buổi trưa. Đã các em nhỏ em bớt bánh. Nếu mà được bao nhiêu trái banh đó thì được quà. Ở đây là 5 trái 5 đồng nè, 10 trái 8 đồng. Là mỗi một 5 trái là mình trả cho họ 5 đồng. Khi mà mình được bao nhiêu trái thì mình bắt đầu mình tìm cái quà trên này. Ngày xưa là đến đây đeo dây nhảy tưng lên. Ăn bơ không luôn. We'll be right back.
quá ghê. Cái này Pikachu không? Cái gì luôn? Nó sợ nó nặng quá. Nó nặng lắm, nó khó lên lên đi. Đó. Một lần gấp như vậy là 1 euro, mà 3 lần á 3 cái game là 2 đồng, mà 9 cái game là 5 đồng, mà 20 cái game là 10 đồng. Con lấy con này hay là con đó? Bây giờ Berlin ra tay nè. Cái nào mà cái này cần sao? Hay là con đó? À, cái này con hồng cũng được. Một hai ba, Melin bắt đầu bờ kim. See you again. See you again. 5 euro. Nhìn đủ màu sắc hết trơn, hình ra là tất cả các em nhỏ nó thích lắm. Mà cái này là lấy tiền nhiều nhất nè, ba. Ở đây là lấy tiền nhiều nhất. Biết bao nhiêu người đứng này không? Ra tay không được rồi, bây giờ đến ba viện sẽ ra tay. Ba viện muốn gấp cái con khỉ này nè, gấp mà giết Bỏ tiền vô cho ba viện gấp nè. Thank you.
không, dính luôn rồi đó, dính luôn rồi, nhưng mà nó lại nó không đi ra ngoài mà nó rớt trở lại. Giỏi. Ở đây nè quý vị, tiền thấy là một lần như là như 5 đồng hay nhiêu đó. Thì nó có cái lưỡi kéo nó đưa ra như vậy, cái sợi dây nó cắt. Mà hên nó đúng là lưỡi dao á, thì nó cắt đứt. Còn không á, hệ nó cứ đưa ra rồi nó đưa vô, nó đưa ra đưa vô, đâu có rớt dễ rớt được. Một khi mà họ đã làm ra rồi thì cái tính toán cũng có sẵn trong đó thôi. Vào tháng 8 hàng năm á, và tuần thứ 3 của mùa hè đó, bắt đầu các em nhỏ được nghỉ hè, thì lúc đó là hội chợ đến các thành phố ở cả nước Hà Lan luôn. Thành ra là cái ngày đó giống như là họ để cho các em nhỏ được vui chơi trước khi các em để nhà vào năm học mới. Thành ra là nhiều cái thành phố có cái hội chợ như vậy lắm, rất là vui luôn. Một năm chỉ có một lần là có cái hội chợ lớn như vậy thôi. Mà con chỉ nhất là còn phải có trời đẹp nữa. Mà mừng là năm nay hội chợ đến đây là thời tiết đẹp. Chứ còn mà thời tiết mà xấu, mưa thì hội chợ mọi người cũng buồn lắm. Ở Hua Rình cũng là được mệnh danh là thành phố cổ đó quý vị. Có những con đường nè. Cái con đường này có là 1603. Cái tòa nhà này đó là năm 1603. Giòn kem.
là ví dụ ăn cây kem. Mẹ đi là mẹ chịu nổi. Thôi tự nhiên ba. Để ba ba. Sau khi con gái ngủ đi lên cái quay qua quay lại xong á thì bây giờ xong rồi con gái ngủ bay viện uống cà phê với cola. Sau khi uống cà phê xong thì bây giờ gia đình nhỏ của Tiền tiếp tục đi về cái phía sau lưng này một tí xíu nữa. Tại vì cái phố Warren này nói chung ra là cũng rất là lớn. Mình phải đi vòng hết cái đây, một con đường này mình đi vòng ngược trở về cái hướng tay phải nữa mới hết cái phố. Khủng khiếp mà nè quý vị. Hồi nãy anh Viện với cho Linh chơi cái đó là chưa đâu mà cái này còn dữ tợn nữa nè. Hiện tại là cả hơn 10 người đang ngồi trên đó. Mà một cái cây này cao khoảng bao nhiêu mét Linh? 90 mét. 90 mét hả? Ủa, sợ. Mấy Linh nói là cái này nó cao gấp 3 cái tòa nhà mà. Có cái gì thấy cái tòa nhà ấy ở giữa đây nha, mà nó mới có 1/3 thôi. Jason. Tiền đang đi vào trong phía phố chính của phố Warren. Tiền ở thành phố Warren chứ ít khi nào Tiền ra phố lắm. Tại vì đi làm từ thứ 3 đến thứ 7 á, chủ nhật thì phố đóng cửa. Thành ra là chỉ có ngày thứ 2 hôm nay là Tiền cũng được nghỉ nè. Thành ra đi ra ngoài này đi vào vòng một tí xíu. Hội chợ đang nằm ở phía xa kia. Dễ sợ quý vị thấy cái cây nó quay kìa. Warren dạo gần đây thì cũng có rất là nhiều các cửa tiệm vì kinh tế xuống á, thành ra là nhiều cái cửa tiệm họ đóng cửa lắm. Tại vì họ bán không được mà thuê cái mặt bằng thì trả rất là cao á. Bởi vậy là nhiều cái cửa tiệm dẹp đóng cửa, thành ra phố Warren bây giờ rất là vắng lặng, không có còn đông vui giống như ngày xưa kia nữa. Với bây giờ nhiều bà con cô bác á, với giới trẻ thường hay đi lên Amsterdam nhiều hơn. Amsterdam thì có nhiều các cửa tiệm nhiều hơn là ở những cái thành phố nhỏ nhỏ như vậy. Wow, lâu lâu mình đi ngắm cảnh ngoài phố Warren nơi mà Tiền ở, nhìn cũng đẹp quá chứ.